Ca khúc đang gây bão trên toàn cầu APT của Rosé và Bruno Mars tiếp tục khiến cõi mạng dậy sóng khi Hàn Quốc ví đây là ca khúc bị cấm nghe, nhất là đối với giới trẻ và các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học ở xứ sở kim chi. Được gọi là bài hát bị cấm ở Hàn Quốc, đây là những giai điệu được coi là quá hấp dẫn hoặc gây mất tập trung khi nghe trong khi học, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt. Danh sách không chính thức các bài hát mà học sinh bị cấm nghe bao gồm các bài hát nổi tiếng như Next Level của aespa, Jim Jalabim của Red Velvet và Ring Ding Dong của Shiny. Và đây là một minh chứng thực sự cho sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của nó. Ngay cả những thần tượng K-pop khác cũng đã nói như vậy. Giai điệu và concept vui tươi của bài hát đã lan truyền rộng rãi, khiến học sinh dễ mất tập trung và nghe. Và APT đã được dán nhãn là một trong những ca khúc khó có thể quên. Ngay cả học sinh và người hâm mộ cũng đã cảnh báo nhau trực tuyến nói đùa rằng không thể thoát khỏi vì bản chất cuốn hút của nó. Có lẽ đây chỉ là một lệnh cấm mà mọi nghệ sĩ Hàn Quốc đều cố gắng đạt được. Điều này thực tế là một huy hiệu danh dự trong làng nhạc Hàn Quốc, cho thấy ca khúc thực sự đã thu hút được người nghe. Mặc dù nó có ý nghĩa là lệnh cấm nhẹ nhàng, nhưng sự khác biệt này chỉ thúc đẩy sự nổi tiếng của APT khi người hâm mộ và thậm chí cả các thần tượng K-pop khác chia sẻ quan điểm của họ về thử thách của bài hát. Cuối cùng, việc trở thành bài hát bị cấm trong kỳ thi tuyển sinh đại học đã củng cố bản phát hành mới nhất của Rosé không chỉ là một ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng mà còn là một hiện tượng văn hóa không thể phủ nhận. Phát hành ngày 18 tháng 10, APT của Rosé và Bruno Mars đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước như Melon và Jenny ngay sau khi phát hành. Ca khúc này cũng đồng thời chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng ngày toàn cầu và Mỹ của Spotify, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Song của iTunes tại 40 khu vực. Đáng chú ý, Rosé đã đi vào lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu cả bảng xếp hạng Spotify Mỹ và bảng xếp hạng Global Spotify Daily Top Songs. Chỉ trong 5 ngày, tính đến chiều 26 tháng 10, video âm nhạc APT đã vượt qua 155 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Ca khúc càng quét top một tất cả các nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn của xứ kim chi, bao gồm Melon, Jenny, Buzz, Low, Vive và YouTube Music, cũng như giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực và hàng tuần của Instinct iChart. Ca khúc APT được lấy cảm hứng từ trò chơi Apartment Game nổi tiếng ở Hàn Quốc. Rosé giải thích, Apartment Game là một trong những trò chơi yêu thích của tôi, đơn giản, vui nhộn và hoàn hảo để khuấy động tâm trạng. Một đêm trong phòng thu, tôi đã giới thiệu trò chơi này với các nhân viên và khi tất cả chúng tôi cùng nhau chơi, ý tưởng cho bài hát đã ra đời. Sau đó Bruno Mars đã tham gia vào quá trình này và chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành ca khúc. APT đã gây bão trên mạng xã hội, YouTube và các kênh video ngắn. Bên cạnh thành công của ca khúc, Apartment Game cũng đang là xu hướng trong cộng đồng người hâm mộ K-pop toàn cầu. Thậm chí, rất nhiều người đang chia sẻ các video thử thách về bản thân khi chơi trò chơi. Trong đó có các ngôi sao K-pop như J-Hope, BTS, An Yujin, IVE, Kajiha, Lee Seraphim và Kim Chae-won cũng đã đăng tải các video thực hiện vũ đạo, góp phần tạo nên sự xôn xao. Trước đó, dưới ca khúc APT, rất nhiều bạn trẻ đã để lại bình luận bày tỏ sự mắc nghe tới nghe lui ca khúc này. Tôi đã nghe đi nghe lại bài này trong nhiều ngày và tôi không thấy chán. Bài này thật nguy hiểm. 7 ngày rồi và tôi không thể ngừng xem nó. Đúng là một bài hát gây nghiện, nghe rồi không thể dứt ra. Một số bình luận của cư dân mạng.